Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Đối với hành vi giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp đề xuất phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Quy định xử phạt hiện hành đối với hành vi này là 10 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phạt tiền bằng 80 đến 100% tổng giá trị động vật vi phạm, nhưng số tiền phạt tối đa không quá 100 triệu đồng đối với nông hộ, phạt tiền bằng 100 đến 120% tổng giá trị động vật vi phạm, nhưng số tiền phạt tối đa không quá 100 triệu đồng đối với trang trại chăn nuôi. Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm kinh doanh mỗi loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi không có trong danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015-2020 tới năm 2020 thì hầu hết các hộ dân nông thôn trong cả nước sẽ được sử dụng điện. Hơn 10.800 tỷ đồng là mức đầu tư cho các dự án cấp điện nông thôn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới và hải đảo tại 19 tỉnh thành phố trong cả nước từ nay đến năm 2020, bao gồm cả hai dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng và các xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Mục tiêu của dự án là đến năm 2020, hầu hết hộ dân nông thôn trong cả nước sẽ được sử dụng điện.